Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi thấy thiếu rượu, thần mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Tin tưởng và niềm vui. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận viết: "Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong." Nghĩa là Thiên Chúa có thể làm được những điều lạ lùng mà con người không thể làm được. Đám cưới là khởi đầu của một gia đình mới, và ai cũng muốn có một khởi đầu hoàn hảo, suôn sẻ. Thế nhưng đám cưới ở Cana hôm nay lại nhuốm màu buồn bã vì hết rượu. Đây là nỗi bất hạnh cho đôi bạn, họ sẽ bị chê cười. Nhận ra khó khăn của đôi tân hôn, mẹ Maria đã xin Đức Giêsu can thiệp. Đồng thời mẹ dặn các gia nhân lắng nghe và thực hành lời người chỉ dạy. Họ tin tưởng thực hiện, và kết quả là Đức Giêsu đã làm phép lạ, ban cho họ rượu mới ngon hơn. Nỗi buồn tan biến, chỉ còn niềm vui dâng trào. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi gia đình chúng con, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cũng luôn biết tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng và tình yêu của Ngài. Amen.